một bé bun đầu vàng mơ của nhà em lại tiếp tục được khách chốt nha. Đây là bé bun đầu cực kỳ dễ thương và đáng yêu luôn, em Thảo ở Đồng Nai nè. Sau khi mà được shop thú cưng giá rẻ gọi điện cho xem trực tiếp là em chốt ngay chốt liền luôn nha. Và hôm nay thì shop thú cưng giá rẻ chuẩn bị cho bé về nhà mới, về nhà với em Thảo nha. Và trước khi đi như thế này là shop thú cưng đã cho bé ăn và uống nước trước khi lên đường nha anh chị. Nên là đảm bảo các bé về nhà mới là bao mạnh bao khỏe cho các anh chị nè. Đặc biệt khi mà về nhà mới thì shop thú cưng không nhận bất cứ khoản cọc nào của khách ạ.